Mến chào cô dì chú bác anh chị em đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog hay vì tình hình căng nha vị ơi, căng thật sự luôn á. Ngày hôm nay có một cái nguồn thông tin chấn động luôn vị, có một chú phát hiện được bí mật chấn động của dì Năm và dì Mười và cái tên Tấn này nè quý vị, và thậm chí là gia đình luôn, căng lắm quý vị. Thì bây giờ em xin mời quý vị mình cùng nghe, rồi em sẽ phân tích cho quý vị ha. Chú này chia sẻ mà biết hết mọi chuyện luôn quý vị, em xin mời quý vị ạ. Kỳ vừa rồi nó lên cái kinh của em đó. Dạ rồi. Nó nói toàn là cái chuyện tào lao gì đâu. Dạ. Dạ. Thì anh có gì anh xin lỗi chứ em á, anh á thì anh biết là anh nhỏ hơn cái thằng Khứa già hôm bữa nói chuyện với em. Dạ. Đó. Thằng Khứa nói không có cái gì rồi mà đúng với cái lương tâm của con người hết. Dạ. À, nói cái thằng đó nó nói xin lỗi á, anh là tên Nguyễn Văn Thành, anh ở thành phố Thủ Đức nè. Dạ. Đó. Số điện thoại của anh là chính chủ luôn nè, anh xài này mấy chục năm rồi. Dạ. Nhưng mà anh thấy thằng Khứa đó, anh nói á, em cứ đăng lên đi. Dạ dạ. Để cho thằng Khứa già đó cứ nghe. Dạ. Đó. Lên phát ngôn bừa bãi, con người cũng mà ăn cắm heo chứ mới thốt ra những cái lời nói như nó vậy. Nó lớn hơn anh á, anh biết thằng già nó lớn hơn anh này có 56 tuổi thôi. Dạ. Nhưng mà anh nghe nó nói anh quá bức xúc. Dạ. Nói cho em chứ cái vụ đó đó em thấy không, từ đầu đến đuôi đứa con nít 5 tuổi nó cũng biết nữa, dòm vô sơ nó biết rồi. Dạ. Cái thứ nhất đó em thấy đó, thằng Tấn nó giết vợ nó đó, em thấy không? Dạ. Thằng Tấn nó giết vợ nó đó, nó giết tối hôm đó tới qua ngày hôm sau nó mới thông tin cho bên dòng họ nó biết đó. Cho bên dòng họ nó biết, nó không có thông tin cho bên gia đình vợ nó biết. Dạ. Đó. Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó cầu cứu bà dì Năm nó nè. Anh nói thiệt với em nha, cái vụ này á là nó lôi ra nguyên một chùm luôn. Dạ. Dì Năm nè, Dượng Mười nè, cậu Bảy nè, đó, cho em biết chung cả dòng họ của nó luôn. Ừ. Xuống để mà bàn mưu tính kế á, để mà giêm cái xác của con Hà. Dạ. Xong anh nói cho em nghe, bây giờ rõ quá, quá rõ ràng rồi, cái sự việc nó rõ 100% luôn, em thấy không? Khi mà A Xin á đi tìm vợ nó thì nó đánh lạc hướng, nó kiểu kêu mướn người ta đi kiếm cái hướng này, cái hướng của thằng A Xin đưa ra thì nó bàn qua phớt lờ. Dạ đúng rồi đó. Ừ, anh thấy không? Rồi á, khi mà kiếm vợ nó được á, A Xin á tới ngày chính xác luôn á, theo nhận định của anh á là tới ngày 13 mới kiếm được chứ không phải là ngày 12. Ô, anh nói cho em biết. Tới ngày 13 luôn chứ không phải là ngày 12. Bây giờ nó giết chết trước rồi. Em biết không? Anh nói giết chết trước rồi. Rồi dạ. Nó mới điện cho dì Năm nó nè, rồi Dượng Mười của nó nè. Đó, trong đó là có cậu Bảy đồ này nọ của nó nữa. Dạ. Đó. Là xuống để mà bàn mưu tính kế để dìm xác con Hà xuống dưới sông. Cho nên nó tới A Xin nó kéo á, nó kéo lên á là coi như tính theo cái thời gian á là thầy của thằng Tấn nó nói thôi là 12 ngày. Dạ. Nhưng mà thực chất á là nó 13 ngày. Anh nói cho em nghe, 13 ngày. Đó. Thì khi mà em phát hiện được á thì em thấy nó nói không? Em thấy thằng Tấn nó nói không? Dạ. Đó, bên kia đầu dây điện báo về. Cào dính rồi Tấn ơi, thì nó nói là ủa nó cào dính rồi hả ta? Đó. Dạ. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là khi cái thằng Bảo á, thằng Bảo là thằng trực tiếp chở đi á, chở nó đi kiếm, nó đánh lạc hướng nó đi kiếm ở cái dưới đám lục bình á. Dạ. Đó. Thì á, thằng Bảo á mới quay đầu lại á, quay đầu đầu ghe lại chạy lên á. Dạ. Thì á, thằng Bảo nó mới nghe được cái cuộc gọi của ông Mười á. Đó. Của ông Mười là điện về Tấn. Thằng Tấn nó mới giơ tay lên, anh có coi cái bữa đó mà. Dạ. Thằng Tấn nó mới giơ cái tay lên vậy nè. Nó giơ tay lên vậy thì nó cũng như nó ngẫu hứng. Nó quán rồi không biết làm sao tự nhiên nó quơ tay lên, thay vì á thằng Bảo nó chạy ghe nó lên máy lớn, nó chạy bằng tốc độ nó lên á. Dạ. Đó thì nó người bình thường như người ta đi à, thì ví dụ như là nó nói là giờ chạy lên trển rồi, có vợ tôi có rồi, tìm được rồi, vợ ông làm ơn chạy lên trển giùm tôi. Dạ đúng rồi. Còn cái này cũng như cái chuyện quan trọng lắm, giờ nó phát tay vậy nè, anh coi cái clip nó rõ ràng luôn. Dạ. Đó, nó phát tay vậy nè. Cái bên kia ông Mười á nha. Dạ. Ông Mười ổng điện cho nó, ông nói mày neo sao hay quá, nó cào nổi lên phịch lên rồi.
mày mày neo mày neo sao hay quá, nó cào thịt lên đầu đó. Cái anh này anh nghe lúc đó anh coi kỹ, anh để ý anh coi kỹ cái sắc mặt của nó. À, chú không tin chú coi lại đi, Dạ. nó cái sắc mặt của nó, cái hồn dĩ nó lên lên mây rồi, cái nó mới nói quán, nó nói chứ nó cào dính chứ có sao đâu đó. Ủa, nổi lên nổi lên nổi chứ có sao đâu. À, là nó nói phản hồi lại với ông Mười vậy đó nha. Dạ. Đó đó, thì cái tình tiết đó, cái vụ đó, thì em biết từ đó tới bữa nay là cũng 50 mấy gần 60 ngày mình coi, mình thấy mình bức xúc lắm. Thế thiệt, theo theo 1.000 người đó, 96 triệu dân của Việt Nam mình đó, là hết 96 là triệu người là người ta đồng tình rồi. Dạ đúng Cái rồi. thằng già nó ăn nói, em thấy nó mất nết không, Dạ. nó thiệt với em nha. Cái số điện thoại của nó đó tìm tới nhà nó đó, bên công an điều tra 11 nó điều tra ra không chừng có ổng nữa đó. Dạ. Anh nói cho em biết có ổng nữa đó. Ổng không có cái gì mà sao ổng vô ổng bình tĩnh, Ừ. ổng không biết cái đúng cái sai gì hết á. Dạ. Em nói nhiều là ổng gạt qua hết nhiều, em nói nhiều là ổng gạt ra hết nhiều. Dạ. Nói chung Nó, thì về cái gì em hay nói là ông? ổng nói Dạ ổng ông nói nói. với nó em anh nói thiệt với em á, mấy cái thằng mà mất dạy vậy á, nó lên nó bình luận, nó vô nó ý kiến ý cò, nó nói vậy như anh không có tiếp đâu, Dạ. anh không có tiếp đâu, anh nói gì mà mất dạy, em thấy không, cái chuyện nó nói gì mà kỳ cục. Ô mẹ nó, không chừng đây nè, anh nói với em nè, cái số điện thoại bây giờ người dân của Việt Nam mình á, người dân thích bình thường của mình á, là xài sim chính chủ không à. Đó, bây giờ cái sim của nó nè, cái số sim số số điện thoại của nó đó, mai mốt cảnh sát điều tra đó nha, nó điều tra ra lôi cái đầu nó ra luôn Dạ. đó. Em biết thách cái ổng ở đâu em Không nhớ nữa anh ơi. Lâu chứ, quá hôm bữa nó không có nói với em mà nó ở đâu. rồi. Nói mà gãi nhiều người quá em cũng hết, em cũng không nhớ là nay gãi bọn đi Cái cũng thằng già nhiều. già đó nó lên nó nói tiếng, cái tiếng nó già già nó nói với em, anh nghe cái tiếng của nó một lần anh nhận ra liền. Bọn nghe nói như là ở bọn nó Bạc Liêu có gì đó anh ơi, tại vì em nhớ con máng rồi. Mẹ nó nói ăn nói gì nó khốn nạn, nó mất dạy Dạ. rồi, với rồi nó nói nó gì mấy em câu view câu like rồi, À. em không chữ là nó chữ con lỉ mẹ nó đó, tao nó không dính líu gì với bên thằng Tấn là sao mà nói vậy Dạ. hả. Nó lên nó bình vô cớ rồi mấy em á, nếu mà mấy em không đưa đăng lên á, mấy em không có tìm hiểu, không có mấy người YouTube như vậy á, đăng lên biết vậy sao biết cái thằng á con lên nó giết vợ nó có của, đúng không, anh nói đúng không, Dạ. em thấy không, nói chuyện nó rõ ràng từ đầu đến đuôi luôn á. Từ hồi mà cái lúc mà vợ vớt vợ nó lên cho tới trở về sau này, tới lúc chôn cất đồ này nọ xong rồi, từng tới mà 49 ngày luôn, em thấy không. Đó, từ 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 những cái thành phần mà nó lên á, nó lên kinh người này, nó phê phán người kia, rồi thêm có thằng này này, cái thằng này nè anh để ý á, biết bao nhiêu cơ mà người lên mà chia sẻ bình luận rồi nọ, mà có cái thằng già này nó ăn nó mất dạy, nó nói ra nó nói là mày câu view mày câu like rồi này nọ đâu mẹ nó, cái chuyện làm ăn của người ta, ví dụ như mấy em đi cũng sương máu sương gió đi lấy thông tin tin tức đồ này nọ để cho dân chúng người ta biết, cộng đồng mạng người ta biết. Anh nói với em xin lỗi nha, trên cộng đồng mạng chứ anh bức xúc quá đà, nhưng mà anh gọi cái số của em mình gọi không được, anh để ý cái số Zalo của em là số 86 này nè, mà sau này hơn anh điện lên được anh được em bắt máy đó. Anh nói gì mà anh thấy nó đúng á, cái nào đúng thì mình nói thẳng ra. Em biết không, thằng Tấn với con Hà, anh ở thành phố Thủ Đức nè, quê vợ anh thì ở An Giang ở sát dưới, Ha. nhưng mà năm nào anh cũng về dưới đó. Thì anh coi đó, anh nói 100% luôn là thằng Tấn này nó rõ ràng luôn. Em cứ thử nghĩ đây nè, nó nói vợ nó té xong tự giận, mình cho là té xong tự giận đi, té xong tự giận á mà sau khám nghiệm, cái bữa khám nghiệm tử thi á thì trong phổi không có nước, bao tử không có nước đó, em thấy không, không có dung dịch nước đó,
mà thằng Tấn là nó nói vợ nó tự giận, anh thấy Ừ. không? Anh nói anh là người dân thường thôi, nhưng mà anh tức anh điện thoại anh không có điều chỉ với em Dạ. đó đó. Em biết anh khẳng định nè, anh hồi xưa á anh cũng đi tàu đi ghe đi xuồng rồi nọ đi đi làm rồi thôi chứ Dạ. không có mà ấy. Dạ. Nhưng mà anh biết không, cái tóc của cô Hà đó, đó là không phải mà nó cột mà sức hay giật sức cái gì mẹ gì hết, anh khẳng định với em luôn. Ừ. Hai cái bình anh nói với em á, hai cái bình đó đó Dạ. hai cái bình đó là gần 200 kg Ừ. nha, hai cái bình gần 200 kg, nó dồn con Hà vô trong cái bao, nó dồn con Hà để vô trong cái bao ha, rồi bắt đầu á nó cột lại rồi nó bỏ vô trong cái giỏng dù nữa, anh nói anh nghe, nó Dạ. bỏ vô trong cái giỏng dù nữa, rồi nó lấy cái bao mà thứ mà cái tấm bạc mà của anh gì anh nói đó, cái tấm bạc mà nó che cái máy của nó đó, cái tấm bạc nó nhỏ thôi chứ không có lớn, Dạ. chứ không phải là tấm bạc đẩy xà lan nha. Ừ. Đó nó quấn lại, nó cột lại thì nó lấy cái dây mà dây cái xuồng đó, nói cho em nghe, Dạ. nó cột nó quấn lại cũng như mà em biết ở dưới quê người ta gói cái đầu người tét không, Ừ. ở dưới quê mấy bà mà dưới quê thường thường đám giỗ đám quải rồi nọ người ta gói cái tét không Dạ, dạ biết cái này. đó, thì người ta gói thì sao là nó gói con Hà, nó cột con Hà y như vậy, anh nói cho em nghe tới rồi nó dồn vô trong tổng luôn nha, nó dồn hai cái bình vô tổng luôn đó, theo anh nhận xét nó dồn vô tổng luôn rồi nó mới nèo xuống dưới, nó nèo xuống dưới. Nếu mà cái anh gì thì anh bữa coi anh coi cái kinh gì này, cái anh gì anh nói là 100% cây láp cũng có lý nữa, là cây láp đó là phụ trợ thôi, nó bó vô đó đó, nó bó vô đó anh biết, thì ví dụ như cái, nó bó con Hà trước rồi cái bao với võng với tấm bạc đó rồi, thấy không, cũng như gói cái động tác vậy đó, em hiểu không, rồi xong xuôi rồi đó, nó quấn bọc dưới cây láp đó nữa, em hiểu không, nó quấn dưới cái cây láp hư của nó, cái láp giải của nó đó, nó quấn xuống nữa là nó phụt xuống dưới bởi vậy á, là tới 13 ngày anh nhận định là 13 ngày đó, 13 ngày đó nó mà Asin nó làm cái móc mà móc câu kiểu mà là một một cái móc đó là nó tới nó bốn cái cùng éo đó, là của cái chú mà cái anh mà ở đâu Long An anh đưa cái chế đó ra đó đó, thì kéo kéo nó tụt cái dây ra, kéo nó tụt tụt cái dây đó ra là nó bụt con Hà lên, anh nói cho anh nghe khi mà cô Hà nổi lên anh thấy không, nổi nằm úp rồi đó, mà vô tới trong mé khi mà công an nó ra nó kéo vô tới trong mé làm tử thi con Hà cũng ngồi y thinh, anh thấy không, mà trong phổi không có nước không có gì hết mà đúng không, cái nó nói vợ tôi nó tự giận nó nhảy trong cái đụng đó rồi tôi la lên rồi này nọ, tôi chặt dây xuồng rồi này nọ, cỡ 10 phút rồi tôi ra đó gặp nó còn còn cừ nữa, trời ơi tồn hả, nó nói chuyện em thấy không, mà bởi vì biết sao không, bởi vì bây giờ đó, thời đại 4.0 rồi anh biết không, người ta mấy người ta làm YouTube những có những cái gì sai trái hay là người nào làm bậy bạ là mình biết hết đâu, cộng đồng mạng ta biết hết đâu đó. Mà ông lên ông phát ngôn cái con mẹ gì con mẹ, anh nói chứ anh nói thiệt nha, ông này là anh nói rồi mai mốt em coi nè, nó điều tra ra ha có ổng nữa, cái chuyến này nó đi dữ lắm em nói thiệt, rồi cái chị gì ở gần nhà đó chị nói là đúng luôn á, chị nói là đúng luôn, nhưng mà theo anh suy nghĩ là nếu mà cái vụ này ít nhất nha, cái bữa đó mà ít nhất cái mà phi trang của Hà dìm dưới sông là ít nhất cái thời điểm đó là 5 người, ít nhất là 5 người, anh nói cho em nghe. Hồi đó em biết không, trong khi đó hồi hồi trước đó, anh đi đi dắt lúa mà cái bao lúa mà bao mà có 60 mấy ký, bao dưới quê xài có sáu mươi mấy ký mà em biết là nó mà trời mưa nó ướt đó nha, mà em biết là khinh ở đầu này dục lên đầu kia, mà hai thằng đó, hồi đó mình còn trai mà 20 21 tuổi mạnh lắm đó, mà lông còn xính dính, còn bây giờ mà em biết không đó, nó rõ ràng như ban ngày, cái ghe hai cái bình điện máy hai cái bình xe cua thắp sáng, mà nếu anh nói là bốn cái tất cả là hơi ít, bởi vì cái ghe của nó 100 tấn
đó, cái ghe của nó 100 tấn là nếu mà xài nó, mình nói là mình nói bốn cái bình là mình nói là căn bản thôi đó, căn bản thôi đó. Mà nó nói đi trước lớp cái đó, không có cái gì mà dính giáp vô với ai hết. Mẹ, bữa anh nghe ổng nói trời rồi anh tức má, anh tức quá trời rất tức, mà sao tao điện chú mày không được. Rồi nãy giờ cũng cảm ơn anh chia sẻ, có gì em đưa cái đoạn clip lên anh ha. Ông nói là nè, anh Nguyễn Văn Thành, anh ở thành phố Thủ Đức đó, nhắn gửi với cái ông đó đó, ông lên cộng đồng ông phát biểu linh tinh mất dạy. Ông nói anh em, ông nói mấy thằng YouTube câu like câu view đồ này nọ, ông nói tới đâu anh xô gan tới đó. Đúng mà không có những người YouTube như mấy tụi em với Asin với Hoàng Sáo đồ này nọ, thí dụ vậy đó, ai biết không? Lúc ở dưới đó anh trên này anh đâu có biết, mà thậm chí ổng cũng vậy nữa, ổng vô ông binh cái nó lòi cái đuôi chuột ra, đúng không? Đúng không? Mình bây giờ ví dụ như anh cũng khách quan, cô Hà gia đình ở dưới quê, anh trên thành phố nè đó, nhưng mà cái gì cũng vậy hết. Em thấy ông từ đầu đến đuôi mình đã biết cái trắng cái đen ra sao rồi. Nhưng mà anh nói với em nè, mình cứ yên tâm đi, vài ngày nữa thử coi, anh nói là vài ngày nữa nè nó lòi ra nè. Anh chưa nói tới cái vụ mà nè, trong đó là hai thằng bạn của thằng Tuấn nó nhúng tay vô nó dìm nữa, hai thằng đó là anh biết nghe phong thanh là nó trốn qua Cam rồi, nó trốn qua Cam rồi, nó trốn qua bên Cam rồi. Nó còn điện thoại về trong quỷ Tuấn này là nó hỏi là sao ổn không, là cái bà chị gì ở đâu á, bà cũng lên cái kênh của em, cái kênh này là bà nói á, bà nói đó, bà nói đó đúng đúng đó đó, là cái đêm đó dòng họ xuống dữ lắm. Xuống xuống nặng tính toán đồ này nọ đó, rồi sao rồi đó, cũng em cải cách sắt đó, cài cái sắt ra, bà già nó đem tiền về. Ủa má, bà già nó nè, trước mắt là bà già nó nữa nè, đó, ôm tài sản của ta, con giết người mẹ cốt của đó đó, ôm tài sản của người ta, của con Hà đó, ôm về mà có người thấy nha em, nha, có người ở sát nhà ta thấy mới là chết đó, nó rõ ràng rồi. Tại sao mà tài sản đó là của Hà mà không cho mẹ ruột khui cái sắt ra, đục phá cái sắt ra, sao không kêu mẹ Hà xuống, con Hà xuống, mà tự động dòng họ nó kêu bà già ruột của nó xuống ôm 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 cái vali tiền về, anh hiểu không? Rồi. Đó 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 là như vậy. Tôi nói anh nói nè, cái vụ này anh bảo đảm cho em 100%, không có ông nội thằng nào mà dám làm chìm xuồng cái vụ này, anh khẳng định 100% với em luôn đó. Anh nói với em tại vì nhiều nhiều cha đủ mới lên ăn nói binh vực đồ này, họ dòng họ của nó không á, anh nói thẳng với em á, dòng họ của nó không. Cũng nhiều người Nhưng mà nói tụi em đủ, tụi em làm chính nghĩa, tụi em làm chính đáng, cái gì nhà nước không cấm thì tụi em làm, hiểu không? Nó đủ mới chữ là nó liền chứ em ngại gì mà em nói, cà thục thè với nó cái loại người đó, em nói chi? Nó rồi thẳng ra giờ tôi nói thiệt với chú nè, chú không thích thì chú lướt qua, chú bỏ, chú đừng coi. Còn chú coi mà chú không biết phải cái gì hết, chú vô chú binh tào lao, chú binh cái người phạm tội như vậy rành rành rồi mà chú binh. Con mẹ con người ta giết mẹ người ta, bây giờ con người ta mồ côi đó đó, con người ta mồ côi vậy đó, mà con người ta đã lên cộng đồng mạng người ta khẳng định đó 100% là cha cha nó giết mẹ nó, đúng không? Đó thì tất cả cô dì chú bác anh chị em cũng vừa nghe một người chú chia sẻ về cái vấn đề hết trơn ha, rất là hay nha cả nhà ha. Thì nói chung những thông tin tụi em chia sẻ lên cũng mang tính chất như là tham khảo, cái hiện tại cũng chưa nhận định là ai đúng sai ha, đúng sai cũng chờ đợi từ phía bên cơ quan chức năng ha cả nhà ha. Thôi thì cái video ngày hôm nay thì em chỉ chia sẻ đến đây thôi, thì có xem nhớ cho em một cái like và một cái chia sẻ ha. Thôi em xin kết thúc video ở đây, em xin chào, bye bye, bye bye.